Hi, xin chào tất cả các bạn trở lại với Oto Sài Gòn. Mình đang có mặt tại triển lãm CS 2023 và mình đang có mặt tại gian hàng của Toyota và trước mắt mình là con Yaris Cross thế hệ hoàn toàn mới. Mình muốn giới thiệu nhanh cho mọi người khi mà ở phần Việt Nam thì đâu đó khoảng tháng 9 có thể là ra mắt con Yaris Cross này. Tại thì mình thấy hiện giờ họ sẽ trưng bày chiếc xe với hai phiên bản khác nhau. Đây là phiên bản S, cũng có thể nói là đây là một trong những phiên bản nhất tại được trưng bày tại đây. Và đây phiên bản S. Còn bên đây là phiên bản HEV, là phiên bản điện. Đấy, các bạn thấy phiên bản S HEV. Thì bây giờ mình sẽ đi một vòng nhanh để cho các bạn có thể thấy được cái sự khác nhau giữa hai cái con xe này là gì, và hơn hết thì nó được trang bị những gì. Mình xem một chút xíu về giá đi. Giá thì ở Indonesia chúng ta sẽ có cái mức giá cũng hết sức hấp dẫn. Phiên bản RR Sport này là chúng ta sẽ có mức giá quy đổi đâu đó hơn 600 triệu một tí xíu, đâu đó khoảng 645 tùy vào cái tỷ giá. Còn con Yaris Cross này với phiên bản Hybrid thì nó có mức giá dao động từ 696 hay là khoảng gần 700 triệu nếu mà chúng ta có thể quy đổi ra. Về phần động cơ thì nó vẫn đâu đó được trang bị khối động cơ 1.5 lít cho công suất là 105 mã lực và mô men xoắn đâu đó 138 Nm, và tất nhiên vẫn sử dụng hộp số CVT. Và nó còn có thêm một phiên bản số sàn nữa, đó là sử dụng hộp số 5 cấp. Về phần động cơ thì nó tương đồng lẫn nhau giữa con RS và cái con Hybrid. Về phần chiều dài, khi mà chúng ta đứng ở vị trí này thì chúng ta thấy được con xe nó cũng sẽ có khá tương đồng với con X-Force mà Mitsubishi cũng vừa được giới thiệu cách đây vài hôm. Nó có chiều dài đâu đó khoảng hơn 4,3 m tí xíu, và có cái trục cơ sở đâu đó khoảng là hơn 2,6. Và điều này nó làm cho chúng ta biết rằng đây là một trong những con xe nó sẽ cũng tương đối rộng rãi khi mà được sử dụng và ngồi trong khoang nội thất. Và với cái vị trí này chúng ta sẽ thấy được cái sự bề thế khi mà nhìn. Rồi chúng ta sẽ xem nó được trang bị những gì. Đây, phần đầu xe hết sức là hầm hố nha. Phần đầu xe nè, đó, được mạ đen. Nó có cái lối thiết kế nó tương tự như là Corolla Cross mà được giới thiệu đã khá lâu ở thị trường Việt Nam rồi. Đèn cũng vậy, đèn cũng tương tự luôn, nhưng mà ở thế hệ này đèn thì nó có một cái chóa bên trong rồi. Đèn hết sức là xịn. Phía dưới chúng ta sẽ có thêm cái đèn sương mù cùng với cảm biến. Cảm biến thì hiện giờ mình tìm thì thấy đâu đó khoảng một cảm biến ở phía trước nè. Ở đây thì mình sẽ không thấy cảm biến nào, bên kia một cảm biến nữa, hai thì coi như là đầu trước nó chỉ có hai cảm biến thôi. Ở phía đây nó có camera nằm trong hệ thống camera 360, và logo thì không có radar nha, logo nổi 3D. Cản dưới cũng được làm mới mẻ hơn với những cánh lướt gió phía trước, nó nằm chung với cái body kit đấy, nằm trong cái bộ body kit của RRS. Cái hốc vòm bánh xe nó cũng làm vuông vức hơn, đen huyền, nó làm cho cái xe cũng hầm hố. Mâm thì được phay xước với hai tông màu, và ở cái thế hệ này thì chúng ta sẽ thấy cái thông số mà cái mâm nó mang lại. Đây là một con mâm với cái kích thước là 18 inch với thông số là 215/55R18. Rồi hệ thống treo thì cũng không có nhiều sự thay đổi mà chúng ta sẽ được bắt gặp ở trên những cái dòng xe của Toyota, đặc biệt là nó tương tự giống như chiếc Cross mà được giới thiệu ở Việt Nam. Hốc bánh xe thì nó làm sẽ nhựa cứng như thế này, đó, hốc bánh xe. Phía dưới đấy, cái vòm như thế này, những cái mạ, những cái ốp màu đen, hai tông màu. Rồi phía trên đây chúng ta sẽ có đèn welcome nè, và hệ thống cam 360, và gương thì được sơn đen. Các bạn thấy cái chi tiết hai tông màu xuất hiện rất là nhiều ở trên phiên bản RS. Phía sau đi, mình nghĩ là cái chi tiết phía sau là một cái chi tiết mà đẹp nhất, thu hút nhất ở cái phần đèn này. Nó làm rất là giống trên những cái dòng xe sang của Toyota, đó là Lexus. Và ở phần ngoại thất thì mình đánh giá là cái phần ở phía sau là nó đẹp nhất và nó ham hố nhất. Các bạn thấy không, cái cản sau nè, bề thế nè, logo GR nè, GRS. Phía dưới chúng ta sẽ có một cái móc nhỏ. Rồi đấy, phản quang và cảm biến cũng vậy, chúng ta cũng sẽ thấy được ở phía sau cũng được trang bị chỉ hai cảm biến mà thôi, duy nhất hai cảm biến. Đèn sau, đèn xi nhan, đèn dê, đèn thẳng vẫn là LED. Ở phía sau chúng ta sẽ có một cái gạt mưa nằm phía dưới này. Đây, một cái chi tiết mà mình nói đi nói lại rằng là mọi người ở trên những dòng xe nên thay đổi, giấu cái chi tiết này đi để giúp cho xe nó thanh thoát hơn và đẹp hơn. Mà khi các bạn đứng ở vị trí này, các bạn thấy là có cánh nước gió nó đưa lên. Mình không biết cái công thái học của cái việc trang bị cho cái bộ cánh này như thế nào. Hứng nước mưa chăng? Nước mưa chảy xuống rồi chảy sang đây. Ở phía trên này cũng vậy. Phía trên này chúng ta sẽ có một cái đèn phanh trên cao. Rồi vây cá mập nè. Rồi mở cốp lên. Sau thì có camera. Rồi có một nút để chúng ta có thể mở cốp bằng điện nha. Bằng điện. Wow, không gian cực kỳ rộng. Rộng giống như là ở trên chiếc X-Force mà mình đã từng trải nghiệm cách đây không lâu. Và ở dưới đây chúng ta còn có thêm một cái hốc để đồ nữa, 2 tầng. Đó, dưới đây nữa nè, dở lên thì chúng ta mới có được thêm những cái bánh dự phòng màu vàng cũng hết sức là đẹp. Ở dưới đây cũng còn rất là rộng và sâu. Đấy, 2 tầng, rất là lạ ha. Và chúng ta đây có một cái nắp che hành lý. Đó, tiện gọn, để vô rồi đóng điện tất nhiên rồi, và có chống kẹt. Bây giờ mình thử ngồi hàng ghế thứ hai để cho mọi người có thể hình dung. Bên đây là đổ xăng nha, hàng ghế thứ hai nè. Cái mùi hương ở trên những con xe Toyota mới lúc nào cũng giống nhau. Khi mà mình đi review xe ở những cái nước trong khu vực, họ rất là hay được trang bị hai cái đèn sẵn như thế này để giúp cho media thuận tiện ghi hình ở trong xe, nó sẽ đẹp hơn, ánh sáng sẽ lung linh hơn. Đó, mình tìm hiểu một chút xíu về da đi. Da thì sờ chạm nó cũng giống như trên xe Corolla Cross, nó rất là mềm chứ không cứng nè, mềm. Đấy, không có vách thành ở hai bên, nó chỉ là lõm nhẹ vô bên trong như thế này thôi. Rồi chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có thêm một cái bệ tì tay. Đó, bệ tì tay. Và vị trí ngồi cũng ok, cũng khá là dư dả. Và cái chi tiết cửa nó cũng vậy, nó cũng thiết kế được đẹp hơn nè. Nhựa mềm nè, da nè. Rồi chúng ta sẽ có thêm được những cái chi tiết hoa văn như thế này, da, nhựa bóng. Rồi một cái lẫy bằng chrome sáng bóng. Phía dưới đây chúng ta sẽ có một cái hộc để nước. Đó, đóng cửa chắc nịch. Đấy, dù đây là sử dụng nền tảng khung gầm của Dasu, nhưng mà chiếc xe nó vẫn mang lại chúng ta cái sự chắc chắn và tự tin. Và một cái chi tiết nữa đó là cửa gió điều hòa. Ở trên xe này cũng được trang bị những hai cái hộc cửa gió điều hòa luôn. Phía dưới đây chúng ta sẽ có thêm được những cái cổng sạc USB. Đây, sâu phía dưới, cổng sạc. Phía sau lưng này chúng ta sẽ có hai cái chỗ để đồ, vậy đơn giản thôi. Và cái vị trí hàng ghế thứ nhất ở bên phụ này nó đã đẩy lùi về phía sau rất là nhiều. Chính vì vậy nên cái không gian ở vị trí này không có thật sự hết sức thoải mái, nhưng như thế này thì mình đã hài lòng rất là nhiều rồi. Bây giờ thì mình ngồi vô vị trí ngồi lái để xem kia nó có sự khác biệt. Các bạn hãy xem một lần nữa cái tiếng đóng cửa. Chắc nịch. Đấy. Wow, không gian này cũng hết sức là đã nha. Ôi, mình để ba lô sang một bên, đi quay một mình nó hơi vất vả tí xíu. Cái chi tiết này đầu tiên mình nhìn á, mình tưởng đâu là đèn ambient light. Các bạn thấy không? Y chang đèn ambient light. Nhưng mà thực sự nó là một cái đường viền thôi, một đường viền chỉ màu tím mộng mơ. Bên đây chúng ta sẽ có cái tay nắm cửa nè, khi mình ngồi ở vị trí lái thế này. Đó. Có cái tay nắm cửa để chúng ta có thể dễ dàng thao tác, hay là nắm đây kéo cũng được, nắm đây cũng được. Đó, các bạn thấy không? Tiếng đóng cửa cực kỳ chắc. Wow. Mở cửa ra cho thông thoáng. Phía đây chúng ta sẽ có cái hỗ trợ trang bị cái an toàn chủ động mà Toyota Safety Sense. Đây. Phanh xe phía trước nè, chống trượt nè. Vô lăng thì nó sẽ rất là quen thuộc trên những dòng xe cao cấp của nhà Toyota. Cầm nắm đã lắm. Được tích hợp rất là nhiều những nút bấm, giống như là bên đây là hệ thống giải trí, tăng giảm âm lượng. Bên phải này thì đó là gear control, adaptive cruise control, giữ khoảng cách xe phía trước, rồi giữ làn đường, đây là cảnh báo trên làn đường. Mình không thấy cái tính năng là hỗ trợ giữ làn đường, này là chỉ là cảnh báo trên làn đường. Đấy, rồi có thêm những cái món chạy giống như là eco, normal hay là power. Rồi ở phía sau đây chúng ta sẽ có thêm cái đẩy chuyển số sau vô lăng, đèn tự động, gạt mưa tự động. Rồi một cái chi tiết này cũng hết sức là nhìn nó ngộ, mình chưa có thể thẩm được cái chi tiết này. Đó, nó giống như trên xe Elantra vậy, nhưng mà nó thô hơn, nó bự hơn, nó ngăn cách triệt để so với cái vị trí của bên phụ. Màn hình cỡ lớn thì đâu đó khoảng khoảng hơn 8 inch chút xíu, 9 inch. Đâu đó lên quanh như vậy. Mình không có thể mở được màn hình này lên để chúng ta xem được cái sự sắc nét hay sự trang bị ở trên màn hình này như thế nào. Chúng ta sẽ có những cái nút bấm tương tự như những dòng Cross hay là trên Raize. Đấy, có những cái vị trí này thế này. Rồi ở vị trí máy lạnh thì chúng ta sẽ được trang bị chỉ có một vùng thôi. Một vùng duy nhất. Và phía dưới này chúng ta sẽ có được một cái nút sạc xốp nè. Rồi, không có được trang bị cái khay để sạc điện thoại không dây đâu. Sử dụng hộp số CVT tương tự giống như những cái dòng xe của Toyota trên Raize chẳng hạn, tương tự như vậy. Cái cần và lẫy thì nó cũng hết sức là nó cũng không có hào nhoáng lắm, nhưng mà nó cũng mang lại cho chúng ta công năng khi mà cầm nắm. Đấy. Phía dưới này chúng ta sẽ có thêm những cái hộc để ly lạ ha. Một cái khe nhỏ ở đây chúng ta cũng có thể dễ dàng để ly nước ở đây. Và khi mà chúng ta sẽ sờ đây, ở đây nó có một cái khe nhỏ thì mình nghĩ là nó sẽ thuận tiện hơn khi mình để ly nước, chai nước, để giúp cho cái hệ thống làm mát nó thuận tiện hơn, cái nước của chúng ta sẽ mát mẻ hơn. Rồi sau phía dưới thì chúng ta sẽ có thêm hai cái hốc nhỏ nhỏ nữa. Và ở bên hông đây, sâu bên trong đây chúng ta sẽ có thêm một cái hốc gió. Đấy, cũng để ly tương tự như bên đây. Chà, hay, khá thú vị. Một cái thiết kế độc đáo. Và ở phía dưới đây chúng ta sẽ mở lên, sẽ có được một cái hộp để đồ cũng khiêm tốn, cùng với những cổng sạc giống như tẩu thuốc nè. Rồi khi mà ở cái vị trí này mình ngồi ở đây thì mình gác tay thì nó sẽ vừa với cái tầm khi mà mình sử dụng, mình di chuyển. Nhưng với cái người phụ ngồi bên đây khi mà muốn sử dụng chung thì rất là khó, bởi vì nó rất là nhỏ, đâu đó chưa được một gang tay, và hai người sử dụng chung một cái này thì nó hơi nhỏ. Và cái vị trí này nó cũng sẽ gùm gà hơn khi mà để chai nước hay để đồ, mà chúng ta sẽ không được trang bị cái nắp để nó đậy ở vị trí này. Và tất nhiên trên chiếc xe này vẫn được trang bị giống như auto hold hay là phanh tay điện tử, nó cũng hết sức là tiện nghi. Đấy, vị trí ngồi của mình thế này cũng hết sức là thuận tiện. Và tất nhiên khi mà về Việt Nam thì cái vị trí lái bên này nó sẽ chuyển bên đây, nó sẽ thuận tiện hơn khi mà các bạn xem video trên đây sẽ không có quen mắt ở cái vị trí tay lái nghịch như thế này. Nhưng mà khi mà về Việt Nam trong tháng 9 thì mọi người sẽ vui vẻ hơn khi tiếp nhận một con xe hoàn toàn mới được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Còn bây giờ thì mình sẽ qua để mình xem phiên bản Hybrid để nó có cái sự khác biệt gì không. Đây là phiên bản RRS thôi. Rồi mình xem nhanh đi, xem nhanh Yaris Cross phiên bản Hybrid EV. Những cái chiếc xe được trang bị cái công nghệ động cơ Hybrid nó cũng hết sức là quen thuộc cho người dùng Việt Nam rồi. Với cái lối thiết kế cũng khá bắt mắt giống như ở trên phiên bản RRS mà mình đã giới thiệu các bạn. Và đây là bên ngoài chúng ta sẽ có được cái bộ body kit cũng tương tự, mâm cũng tương tự, với kích thước mâm cũng giống nhau, chỉ khác một tí xíu đó là logo HEV được trang bị ở trên cái thành cửa mà thôi. Gương nè cũng được sơn 2 tông màu và thiết kế với đèn phía dưới cùng với cái camera 60 tương tự giống như phiên bản RS. Phần trước hệ thống đèn, hệ thống trang bị camera, body kit nó cũng tương tự giống như ở trên phiên bản RS luôn. Chúng ta sẽ nhìn nhanh ở bên trong. Ở phía trên đây chúng ta sẽ có hai cái mắt cam hỗ trợ trong cái việc giữ bằng đường, giữ khoảng cách. Bên trong thì cũng tương tự luôn, không khác gì. Đây nó có thêm một cái remote. Thay vì ở trên chiếc RS thì nó được trang bị là remote để chúng ta có thể chuyển được những chế độ giống như normal, eco hay là power. Nhưng ở trên cái phiên bản công nghệ động cơ hybrid này thì có thêm cái chức năng là EV mode, chạy hoàn toàn bằng điện khi mà cục pin nó đã đầy, cho phép khi mà chạy được quãng đường hết sức là ngắn. Rồi ngoài ra thì tất cả những cái trang bị màn hình, thêm những cái công năng thì nó hầu như không có khác gì so với chiếc RS mà mình vừa mới quay cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã xem video, và đây là một trong những video nhanh nhất mà mình có thể giới thiệu cho các bạn thấy cái sự khác nhau và cùng với những trang bị trên Yaris Cross mà được trưng bày tại CS 2023 Indonesia. Chắc chắn rằng về Việt Nam nó sẽ có nhiều thông tin thú vị hơn về giá bán nè, cùng với những cái trang bị chẳng hạn, để xem cái ở thị trường Việt Nam chúng ta sẽ có được những dòng xe gì, được bao nhiêu phiên bản. Các bạn nhớ đón xem trên kênh Oto Sài Gòn nhé. Và các bạn đừng quên bật chuông trên kênh YouTube Oto Sài Gòn để nhận thông báo khi đó video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.